Không chỉ các sư thầy, sư cô học tại chùa, lớp dạy ngữ văn với từng tiết học thú vị qua sự giảng dạy của sư Minh Giải tại chùa Huyền Không thuộc phường Hương Hồ, thành phố Huế, còn có hàng trăm học sinh từ mọi miền tổ quốc theo học qua kênh Facebook và YouTube Minh Giải. Đứng lớp với đôi chân trần, thân mình đắp tấm y màu vàng trong trang phục tu sĩ Phật giáo Nam Tông, sư Minh Giải say sưa giảng dạy phương pháp viết đoạn văn nghị luận về sự tử tế qua lời thoại của bác tài xế và người lơ xe trong hành trình mưu sinh giữa thành phố Hồ Chí Minh cho gần 10 học sinh là các sư cô, sư thầy tại thành phố Huế. Bài giảng được kết nối qua máy camera đặt giữa lớp học và như thế có hàng trăm học sinh khác ở Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh cũng theo dõi được qua kênh trực tuyến Facebook và YouTube. Kể về cái duyên mở lớp học, sư Minh Giải nhớ lại thời điểm trước khi xuất gia, từng dạy học miễn phí cho các học sinh khó khăn tại Hà Nội. Sau khi vào Huế tu học, muốn làm điều gì đó vừa duy trì niềm đam mê dạy học, vừa giúp các bạn học sinh sắp thi tốt nghiệp trung học phổ thông ôn tập lại kiến thức. Ngoài việc thường xuyên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm từ các thầy cô, sư Minh Giải còn dành nhiều thời gian chuẩn bị giáo án, số hóa những kiến thức môn ngữ văn, cũng như nghiên cứu các tài liệu liên quan kiến thức xã hội, cập nhật kiến thức mới cho phần bài giảng thêm sinh động dễ học. Chính vì vậy, học sinh của sư Minh Giải cũng được yêu cầu học tập chăm chỉ, chuyên cần với tinh thần chủ động tự học cao. Hai khóa đầu tiên đã có 14 học sinh của sư Minh Giải đổ vào các trường Đại học Sư phạm Huế, trường Sử quan Chính trị hay Học viện Phật giáo với điểm môn ngữ văn rất cao. Hòa thượng Pháp Tông, Phó trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, chủ trì của chùa Huyền Không chia sẻ, công việc của sư Minh Giải rất thầm lặng nhưng vô cùng ý nghĩa.